Xin chào. Chào mừng quý khán giả đã quay trở lại kênh Đồ Gỗ Hướng Mai. Kính chúc quý khách luôn luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Hôm nay Ngọc Anh và mẹ Hướng Mai sẽ giới thiệu cho quý khách một bộ bàn ghế Louis bằng gỗ mun và gỗ lu kết hợp với nhau, tạo nên một bộ bàn ghế rất là hài hòa và sang trọng, lịch sự. Chào mừng quý khách đã quay lại trên kênh Đồ Gỗ với mẹ Hướng Mai. Hướng Mai và Ngọc Anh xin gửi niệm lành, lời huyết ơn, lời chúc sức khỏe tới toàn thể gia đình quý khách. Kính chúc quý khách luôn luôn mạnh khỏe, tràn đầy năng lượng, bình an và thành công. Hôm nay công ty Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai xin trân trọng giới thiệu với quý khách một bộ bàn ghế Comlex, là bộ bàn ghế bằng gỗ lu và gỗ mun. Bộ bàn ghế này thì được những người nghệ nhân làm mới nhất của năm 2022. Nó rất là đẹp, rất là sang trọng, rất là quý giá. Và hôm nay thì công ty đã được để ở tầng 1. Và hiện tại thì Hướng Mai và Ngọc Anh tranh thủ giới thiệu với quý khách, vì một là bộ bàn ghế nó rất là giá trị quý hiếm, hai nữa là cả Ngọc Anh và Hướng Mai đều rất là thích, nên giới thiệu thật là kỹ với quý khách về cái mẫu Louis Moon Nu này. Mỗi khi mà ra được cái sản phẩm gì mới mà đặc biệt là tâm đắc thì kể cả là Ngọc Anh hay là Hướng Mai đều cảm thấy rất là hạnh phúc, muốn giới thiệu cái đẹp, cái hay, cái giá trị thẩm mỹ vừa tinh tế vừa sang trọng vừa thật là đẹp và đẳng cấp đến với quý khách. Khi mà đặt để ở trong nhà, bất kể là trên phòng khách hay là phòng tầng 1, thì đặt vào trong ngôi nhà thì cũng đã thấy được là cái sự đẹp của nó, vừa đẹp vừa sang. Cái bộ bàn ghế này, gỗ nu của nó thì khi mà đặt nhìn xa thì không khác gì là da cả, nhưng mà nó lại là gỗ, mà cái vân của nó sụn đẹp như thế này thì nó như là đá, nó rất là giống đá, và ngồi vào thì nó mát lạnh và cảm tưởng như là sờ vào một cái phiến đá rất là mát, rất là to. Và đặc biệt là được trang trí bằng gỗ mun nổi bật trên nền gỗ lu, nên là nó đã tạo ra một bộ bàn ghế rất là đẳng cấp, khác biệt, vừa sang trọng, vừa lịch sự, vừa tinh tế, nhưng mà nó vẫn nói được cái sự đẹp vững bền, trường tồn theo năm tháng. Và bộ này thì được làm bằng 8 món, tức là 4 ghế, 1 bàn và 2 đôn, 1 đi văng. Thế và khi mà Hướng Mai cũng như là Ngọc Anh ngồi ở đây thì cảm giác vô cùng là dễ chịu, rất là thoải mái. Có thể ngồi thiền vắt chân lên ngồi cũng đã được ngay rồi. Cảm giác nó rất là dễ chịu và hết sức là thoải mái, mà trông thì sang trọng, đẹp đẽ. Bộ này có thể đặt ở những căn nhà khoảng tầm 30m² trở lên thì kê sẽ rất là đẹp. Nếu như mà có thể rộng hơn thì 40m² cũng đẹp, bởi vì là vì nó rất là đẹp, cho nên là nếu mà nhà quý khách càng có nhiều không gian để đi lại hai ba bên thì nó càng đẹp. Còn nếu như mà không có không gian để đi lại thì chỉ cần là khi đặt để là quý khách đã thấy là nó rất là sang, VIP và xịn. Và hôm nay với một bộ bàn ghế 8 món bằng gỗ vô cùng là quý, Hướng Mai xin được gửi lời chúc tới toàn thể gia đình quý khách luôn luôn an vui, mạnh khỏe, hòa hợp, hạnh phúc, bình an và thành công. Bất cứ khi nào mà quý khách quan tâm đến các cái sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ truyền thống Đồng Kỵ thì hãy đến với công ty đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai, địa chỉ số 1 khu đất mới phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Rất là biết ơn quý khách. Cảm ơn quý khách đã luôn quan tâm và theo dõi các sản phẩm của Đồ Gỗ Hướng Mai. Kính chúc quý khách có đầy đủ 5 phước báu của Đức Phật là sức khỏe, sống lâu, diện mạo đẹp, thành công và trí tuệ. Và bất cứ khi nào có nhu cầu thì hãy tới với số 1 Đồng Kỵ Từ Sơn Bắc Ninh, công ty Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai, và hoặc có thể gọi điện vào số 0912 298 044 hoặc 0972 514 668 để được tư vấn thêm. Xin trân trọng cảm ơn quý khách. Xin chào.